Tin tức tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức tinh túy. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua thì vụ ồn ào cạch mặt nhau của Khoa Put và Johnny Đăng bất ngờ trở thành một trong những chủ đề gây chú ý và xôn xao dư luận. Sự việc đến hồi căng thẳng khi tỷ phú gốc Việt tiết lộ Khoa Put không uy tín, còn Khoa Put thì tố ngược lại ông trùm Kim Cương đã lừa của anh mất 35 tỷ đồng liên quan đến các giao dịch tiền ảo. Vụ việc đến những nhân vật cũng như là đời sống xung quanh của cả hai YouTuber này đều được công chúng đặc biệt quan tâm. Quý vị và các bạn thân mến, tỷ phú gốc Việt trên đất Mỹ được mệnh danh là ông vua Kim Cương khi đi đầu trong việc chế tác những món trang sức kim cương cho hàng loạt siêu sao, các ngôi sao nhạc rap v.v. Mặc dù rất thoải mái chia sẻ về công việc và hành trình khởi nghiệp của mình, nhưng Johnny Đăng lại rất kín tiếng về đời tư. Anh ít khi nói về cuộc sống gia đình, dù thỉnh thoảng cũng khoe ảnh của vợ và con mình trên mạng xã hội. Trong một vlog, Khoa Put cùng với Vương Phạm ghé thăm xưởng chế tác kim cương của Johnny Đăng, vua Kim Hoàn từng tiết lộ đôi chút về người vợ quyền lực và con cái của mình. Bà xã Johnny Đăng có tên là Băng Tâm, tên tiếng Anh là Jennifer Đăng. Trái ngược với chồng, vợ tỷ phú họ Đặng không xuất hiện nhiều trên truyền thông. Những lần cô xuất hiện trên báo chí khi tháp tùng chồng đến các sự kiện lớn ở Mỹ mà thôi. Băng Tâm là người sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông và có gu thẩm mỹ về thời trang rất thời thượng. Trong những lần bước chân lên thảm đỏ cùng với ông trùm Kim Cương, cô gây chú ý với những bộ cánh cắt xẻ, cắt sâu, phá cách, khoe trọn vóc dáng mà không mất đi vẻ trang nhã, quý tộc của mình. Do vậy, dù ít xuất hiện nhưng mà cô vẫn gây ấn tượng sâu sắc mỗi khi mà xuất hiện nơi đông người cùng với ông xã của mình. Chia sẻ của Johnny Đăng, bà xã là người giúp sức cho anh rất nhiều trong công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Thông tin hiếm hoi về phu nhân kín tiếng được gia đình này cũng như là đại gia tình cờ chia sẻ trong một đoạn clip trên YouTube. Mọi người thắc mắc về vợ tôi nên tôi nói luôn, vợ tôi làm công việc về giấy tờ và chủ yếu là ở nhà nhiều hơn. Tôi có hai con, một con gái, một con trai nên vợ tôi luôn ở nhà chăm sóc gia đình con cái. Cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều vì công việc của tôi khá là bận, không có nhiều thời gian để chăm sóc cho các con. Hàng ngày vợ tôi vẫn đưa đón con đi học, lo chuyện thuế má, trả tiền công nhân viên cho tôi. Nói chung thì vợ tôi ít xuất hiện nhưng mà giúp tôi rất là nhiều. Cô ấy lo những việc đằng sau hậu trường. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Johnny Đăng và bà xã đang có một cuộc sống khá là hạnh phúc với con trai là Johnny Đăng Yida và con gái tên là Jesse Đăng. Khi mà nhắc đến vợ con thì Johnny Đăng không giấu nổi sự hãnh diện và niềm hạnh phúc trên khuôn mặt. Anh cũng thường xuyên có những lời có cánh và cử chỉ ngọt ngào cho bà xã. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy rằng là Johnny Đăng có vẻ rất là yêu thương vợ con của mình, phải không ạ? Vâng ạ, xin chúc cho anh cũng như là vợ con của mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cũng hy vọng rằng qua sự việc vừa rồi thì Johnny Đăng cũng như là Khoa Put hoặc là Vương Phạm v.v. và kể cả là chúng ta nữa sẽ tự rút ra cho mình một bài học. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn trong kinh doanh và làm ăn, có thể tránh những cái hiểu lầm đối với nhau. Hy vọng rằng là sự việc sẽ lắng xuống để cho cả hai, để cho tất cả mọi người đều yên bình làm ăn, làm công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống quý vị nhé. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video giúp chúng tôi và hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị ạ. Vâng ạ, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.